Hello tất cả các bác đã đến với kênh Audio 77 thì ngày hôm nay em sẽ lên sóng cho tất cả các bác một cái lô loa Agasa, một dòng loa một thương hiệu của Anh Quốc các bác nhé, và được lắp ráp tại Trung Quốc. Đấy, nói rõ luôn cho tất cả các bác cùng hình dung và dễ hiểu hơn về cái dòng loa này. Và cái dòng loa này là nó được một dòng loa mà trang bị dòng loa thùng cân. Đấy, thùng cân nước sơn đặc trưng của dòng loa Agasa. Để được lên được một cái nước sơn mà cái màu sơn như vậy thì họ đã sơn rất là dày và không phải sơn một lần mới ra được cái màu sơn này các bác nhé, sơn rất là nhiều lần mới ra được cái màu sơn này, một cái dòng sơn đặc trưng của dòng loa Agasa. Thì hiện tại với cái dòng loa này trên những cái website của Hào Phát Audio đang được phân phối chính thức cái dòng sản phẩm này, cái mức giá của cái dòng loa này lên tới 13.500.000 đồng trên một đôi loa này các bác nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy được cái thông số của cái dòng loa này, và trên này đầy đủ thông số luôn. Và dòng loa này là một dòng loa toàn giải, một dòng loa ba đường tiếng. Với cái giải thấp nhất, cái giải bass của nó là 10 inch, tức là dòng loa bass 25. Và cái mã HF này là cái mã giải chung các bác nhé, dòng giải chung, và dòng cái này nó sẽ là 3 inch. Và cái giải MF này, MF là cái giải cao nhất, là cái giải test của nó sẽ là 3 inch luôn các bác nhé. Thì với dòng loa này thì cái giải tần của nó xuống tới 39Hz tới 18kHz để khai thác tiếng bass. Dòng loa này thì tiếng bass nghe khá là mềm mại luôn. Và công suất làm việc tối thiểu của dòng loa này là sẽ là 150W, công suất làm việc trung bình của đôi loa này sẽ là 300, và công suất mắc của nó lên tới 600W cho một quả này các bác nhá. Thì dòng loa này độ nhảy của nó lên tới 93 dB, ok chưa? 93 dB, và trọng lượng của loa này lên tới 12 kg. Đây là cái dòng loa Agasa. Dòng loa Agasa đây là cái thứ nhất, trước tiên để em cho tất cả bác cùng qua cái nguồn ngoại thất của cái dòng loa này. Là cái ngoại thất của phía dòng loa này, đây là cái EK đặc trưng của dòng loa Agasa với cái logo này các bác nhé. Logo này thì đây các bác nhìn thấy, đây là nó đang được xoay ngang này. Ví dụ như các bác mà treo dòng loa này ngang thì các bác có thể xoay ngang cái logo. Logo này nó sẽ có cái lò xo phía bên trong cho tất cả bác cùng xoay nhá. Đấy, ví dụ như các bác để đứng loa thì các bác có thể nhấn vào đằng sau này. Đấy, nhấn vào đằng sau xong các bác xoay lại phía bên này. Đây. Đấy, được chưa? Đây xoay để cho bác xem. Đó. Các bác chỉ cần nhấn cái chốt đằng sau là các bác xoay lại thì cái dòng loa này các bác sẽ để đứng lên được nhá. Đây là một dòng loa toàn giải, nghe rất là hay luôn các bác ạ. Đây, khi mà các bác nhìn vào cái phần phía bên trong của cái dòng loa này, nếu như mà các bác nhìn vào đây thì các bác sẽ thấy là được 4 cái tép đúng không ạ? 4 cái tép thì ở đâu ra mà ra 3 đường tiếng. Thì xin thưa với tất cả các bác luôn, đây là hai cái giải thấp, tức là hai cái giải chung của nó này, và hai cái giải cao nhất là cái mã giải MF, là cái giải này là giải cao nhất, là cái giải tép. Đấy là cái giải cao. Và đây là cái mã cái giải LF, tức là cái giải bass, cái giải thấp. Giải bass dòng loa này sử dụng dòng loa bass 25 các bác nhá. Gần gút của em đây, gần 5 sóng này. Gần của nó là gần mút các bác nhá. À gần vải các bác nhá, không phải gần mút nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Và cái dòng loa này nó một cái khá là đặc biệt. Là đây là một cái dòng loa phải nói là sự là dòng loa đầu tiên mà được trang bị dòng loa ba đường tiếng mà sử dụng cái cuộn cán này các bác này, cuộn cán này, sử dụng ba tụ AMKP này, và sử dụng hai chở sứ các bác nhá. Thì dòng loa này X77 đang bán cho tất cả bác một mức giá rất là tốt. Bác nào đang quan tâm yêu thích cái dòng loa này, liên hệ luôn cho em sẽ báo giá luôn cho tất cả bác cô đỡ phải thắc mắc về dòng loa này. Em bán cho tất cả bác mức giá chỉ có 3.800.000 đồng cho một đôi loa này, với cái mức giá trên website đang bán là 13.500.000 đồng cho một đôi loa này các bác nhé. Đây mã Agasa AT10K10 đây, đấy họ đang bán là 13.500.000. X77 sẽ bán cho tất cả bác một mức giá để chạy tương tác thôi, với một mức giá chỉ có 3.800.000 đồng cho một đôi loa thôi các bác nhé. Thì với cái dòng loa này là một dòng loa được thiết kế theo phong cách hiện đại rồi, tức là nó đã được trang bị và sử dụng cái lỗ cổng new chích rồi. Đấy, cắm new chích rồi, không phải dòng ghim cọc các bác nhé. Chạm loa phía sau của dòng loa ra sao này. Đấy, một chạm loa khá là đẹp luôn đúng không ạ? Made in China, dòng loa được sản xuất tại Trung Quốc. Đây một dòng loa và thương hiệu của Anh Quốc các bác nhé. Là bác nào đó quan tâm nếu thích cái dòng loa liên hệ luôn 977 theo số điện thoại 0919157734, số điện thoại em có để ghi ở phía dưới màn hình. Đây hiện tại trước mặt tất cả là chị bác chỉ có 5 đôi thôi. Rồi cái buổi live trong cái buổi tối buổi live stream thì gần như là nó đã sự cố ra những cái vấn đề về đường truyền nên em sẽ không test được cái dòng loa này rất là tiếc. Em sẽ có là cái buổi test trực tiếp cho cái đôi loa này cho tất cả các bác cùng nghe qua cái dòng loa này xem có độ hay và độ phê pha của đôi loa này như thế nào các bác nhé. Các bác đang quan tâm yêu thích cái dòng loa Agasa liên hệ ngay cho 77 để nhận được cái đôi loa đẹp nhất và người nhá các bác nhé. Và loa này em sẽ để nguyên bản đây đi luôn cho tất cả bác, không vệ sinh gì cả bác nhá, thì lau qua cho đẹp thôi. Loa này thì gần như là mọi thứ đang rất là đẹp rồi. Đấy, các bác nhìn thấy góc cạnh này. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn nha các bác nhé, không một tì vết. Đấy, bác nào quan tâm yêu thích thì cứ liên hệ luôn với 77 để chốt được đôi loa đẹp nhất và người yêu nhất các bác nhé. Cảm ơn tất cả bác rất nhiều. Nếu các bác thấy video hay và nghĩa cho em xin một like, một nút đăng ký kênh để em có những động lực ra những cái dòng sản phẩm tiếp theo phục vụ cho tất cả bác. Cảm ơn tất cả bác rất nhiều ạ. Xin chào tất cả các bác.